Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp trị mụn trị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chiến với Dâm Thóc TV và Bia mọi người. Bia mọi người. Vâng, hôm nay chúng tôi có mời đến đây làm cơ thủ anh Bèo. Anh Bèo đến từ Lạng Sơn. Đấy. Và người đi bóng tiếp theo xin mời cửa. Rồi thế thì hết điểm rồi. Đánh điểm à? Đánh điểm đi. Lấy cái nơ. Linh này lấy các cái nơ cái. Để hôm nay xử lý đội Dâm Thóc anh mọi người. Anh để đâu? Con mấy em lấy anh đưa cho em túi một túi chất đây trong nhớ. Lâu lâu lơ kiểu nó chọc thẳng à, nói chung là cơ này vun đầu rồi ý biết thì chết. Hôm nay sau khi anh em mình tham gia vào một tiểu phẩm hài của Dâm Thóc TV thì hôm nay anh em Dâm Thóc TV lên đây chơi mọi người ạ. Mọi người nhớ đón xem thiếu ra chấm phẩy của anh em Dâm Thóc TV và trong đó cũng có anh em Tamao TV tham gia. Rất là lần đầu tiên anh em Tamao TV đi đóng phim nhá. Lần đầu tiên anh lại được đóng phim đấy. Đóng phim. Đối đầu thẳng với ở phim khóc luôn. Ăn mấy mùng mấy ra đấy? Mùng đánh điểm mà. 4 1 chưa chứ? Không đánh cộng, điểm chứ là đánh cộng, cái bàn. Cộng vào điểm. Chẵn lẻ đi anh. Chẵn lẻ. Chẵn lẻ. Đấy, khó đấy nhỉ. Hết bàn rồi. Hết gì? Chẵn lẻ còn lâu. Chẵn lẻ còn chơi. Chẵn lẻ còn chơi hết bàn. Ôi giời, kiểu thế nào. Em nhỉ? Mau rẻ. Chết rồi. Em không biết bàn đâu. Dù rồi. Em không biết bàn đâu. Anh với mày mà, một bên mà. Chiến luôn. Bắn. Bắn là ướt người luôn. Bố bì luôn. Mà này, chơi đi. Mà đấy. Xin mời. Bên này ăn chẵn rồi à? Bên này ăn chẵn rồi nhá. Phi vào giữa. Xin mời cơ thủ Mao đệ. Đâu, củ đâu, Củ đấy. Cơ thủ thi đấu ở đấu trường. Con này ăn cuối. Lẻ nhưng mà ăn cuối. Con được 15 mà. Một ăn cuối được anh. 15 hoặc 1 đều được. Được 15 được. Vâng. Thưa quý vị các bạn, đây là cơ thủ Mao đệ. Ui giời ơi. May là ôi giời ơi. Đến đây có tính âm vi không nhỉ? Có. Âm vi chưa? Ôi giời. Vâng. Thế nào? Đây, không ăn thua rồi. Ông vẫn còn mà. Chẳng ăn thua. Một đống lẻ đang tụ ở đây này, không phá ra thì chỉ có hết cái lẻ thôi. Năm rồi. Cắt con năm thôi, chết thì chết. Câu này chỉ có phá ra cho. Bấm. Nhặt văn mi đấy lên. Đâu? Phải để em cường. Đúng rồi. Mau lại bắn đi. Mau lại 13 sẵn nha. Chạm vào đít là chết. Cơ sở trường. Quánh thả không phải không có tay. Thế thì đang 9 cơ sở trường. 9. Ê, chọc nhau đấy. Đấy. Nghe là chết. Bỏ 2 ra đấy. Không cần đánh. Bắn đi rồi cửa. Cơ sở trường. Đấy, anh đã đâu. Cơ sở trường ấy. Không mất đầu rồi. Được đấy. Một tay. Vâng, một pha khinh thường đối thủ của Mao đệ. Phải nói là pha khinh thường đối thủ. Tôi sợ đấy, phải đùa đâu. Quả vào rồi tôi sợ đấy. Đánh con gì? Đánh con 15. Không 15 không ăn được. Không ăn được. Ăn cuối. Ăn cuối, đánh con gì? Đánh gì kiểu gì? Đánh kiểu gì thì đánh. Đấy là cũng ác đấy. Ôi đâu, bên đấy là thua rồi. Ôi, quên mất đánh ấy là thua kèo gì. Đó. Đánh là đánh bố kèo. Đánh là kèo. Thôi vắng sau. Kèo xúc vắng sau. Đánh luôn đi. Ôi, con này mà trượt nữa rồi thôi. Đánh lẻ trước cơ mà này. Đánh chẵn lẻ. Hết. Xong cái gì. Thôi. Anh ăn chi đi, Xong rồi đây. Chết 15.
đánh hay làm gì không? Tao không biết đánh đâu. Thế thì anh là bên huấn luyện viên thôi. Tôi cho anh bên huấn luyện viên. Thứ hai đó mọi người, em là một người bắn rất gà nhưng mà theo cái câu này thực sự là rất khó. Thế nào? Để ăn. Mau đẻ mà ngoan con gì hết bàn đấy nhá. Bảy cũng được. Lại ngắm con 15 rồi. 15 không ăn được. Điều không điều thôi, điều thôi. Thế cho nó cạn đi được. Mau đại yêu 15. Bắn rồi, nó bắn rồi. Pháo thủ thành dâm thấp đã lên tiếng. Sao phải đánh điểm thì nó mới hết. Chết nó dưới. Ui. Dưới nữa. Rồi. Ui. Như bài này cân rồi đúng không anh? Bạn chưa cân. Chưa cân bảo sao. Cân biết luôn. Đường đi bảo sao. Cân rồi nhưng mà sao em thấy đường đi. Cân nó bị lấy. Gạt thế. Thế thì phải cân lên mà chơi cho nó cẩn thận chứ nhỉ. Ê hôm trước người ta đưa rồi. Cân phải có thợ ấy. Đó như người ta có thợ để nhìn bóng đi kiểu đang thẳng nhưng mà có ánh võng rồi biết. Rất chuyên nghiệp. Nhưng mà anh chỉ xì. Các bạn ở đây có lẽ là phải đứng trước mặt đứng diện đấy. Có nghĩa là thóc nó chỉ có bắt đạt được tôi trên bia thôi chứ còn đâu không bắt đạt được ai ở đây cả. Ơ, cơ cũng vậy. Ở nhà tôi là cơ bắt được một nửa xóm ấy. Em đứng số ấy. Ừ. Đúng rồi. Chỉ đúng mới cho mà còn không ăn được cái gì. Ơi. Trời còn hai con nữa. Trời ơi. Đeo bắn lên nắm lưỡi bàn cân chuẩn là đeo bắn rồi. Điên nhỉ. Mới đại ca. Xử lý. Ôi, hết bạc. Xử lý anh đeo với em. Số hiện tại đang là 42 4 lại 32. Được đấy. 5 thôi. Còn này Bi đi rất đáng yêu. Nam vào đây đánh võng ở đây. Ấy. Ấy, ấy sao nhỉ? Hôm nay chưa ăn sáng. Ăn sáng ấy nhỉ? Cũng tóc cũng chưa ăn sáng. Mày chết đi cho tao vô sổ tay. Ý là bắn cá thì chết gì. Rúi đi, rúi tám đi, rúi xuống, rúi thẳng tắp đi. Rúi lệch lệch cho đàn lập. Một pha rất vua. Một pha rất vua. Một pha rất rùa. Kéo gãy. Xịt rồi, phát ra là xịt. Ai à. Hay quá nhỉ, hay quá nhỉ. Ghê quá nhỉ. Đèn, đèn, đèn đánh bèo chưa tắt không? Điện thoại. Xịt. Vâng, một pha xử lý rất cồng kềnh đánh nhầm vào cái bật lửa. Em ăn con gì anh cứ. Mày ăn được con gì thì ăn. Lại đánh 15. Đấy, đừng có đánh 15. 15 được. 15. 3. Không được 15. Nhưng mà con 15 nó lại cứ qua tay. Không qua được. Thế mình đánh chặn được con nào? Đây, mau đệ. Không có tay. Thế thì đánh 15 kìa. Đánh 15 đi. Cho đánh cả. Ấy. Xít đấy, xít. Của đấy. Tỷ số hiện tại là bên Ma Tamao TV được ăn thua đấy mọi người ạ. Rồi. Rồi, mày đi đâu được. Được. Chẳng làm được cái gì, ăn uống còn bả đi. Ba. Sao phải ăn được đấy? Con đấy là con chung. Con 15 là con chung, con chốt. Ấy. Có 15 quân. Sao vậy? 15 quân chia đều ra mỗi bên 7 quân, còn một con ăn hết. Thế đấy. Chưa rồi. Có gì nữa? 1. 5. 5. 5, 1, 15. Không có vẹo gì. Thôi xong. Chưa có vẹo. Con một ấy vẫn chưa vào vẹo. Thế là với cả ba thằng hàng mà. Đi nghe. Đây. Làm vào trong yếu lấy chung cả. Bây giờ tỷ số là cân bằng rồi đấy. Bây giờ chơi kèo gì nhỉ? Kèo giúp cân bằng. Giúp cân bằng. Kèo đấy hơi khó chơi rồi. Anh béo nhỉ, không chèo. Anh mắc kẹt trong đời ngay. Ôi trời ơi, Tóc ơi. Chạm 15 đi. Ôi chết cả nhà luôn. Rồi, đánh con 1. Còn gì nữa em? Anh bỗng một con. Có một con.
Bốc một đây. Con thôi. Chúng anh bốc hai đấy. Đúng đấy. Đó, quả là em bốc hai chứ. Hả? Chết cái, chết cả kia. À, trượt nữa. Trượt nữa. Đập 15 này. Đập 15. Ở trên đập 15 thì bốc 1. Thôi, làm sao? Đấy, thì sao đâu, mình lại chết một bàn cái này kể lại đấu lại. Tỷ số này cứ còn một đều. Tỷ số á? Tỷ số là thua rồi. Đánh điểm dễ đánh hơn. Tỷ số á? Mỗi bên 6 điểm. Tỷ số là thua rồi. 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 Sao đánh điểm nhá? Đưa đi. Bắt đầu thấy vẹo đấy, mọi người. Thấy vẹo đấy, thấy vui. Mọi người đang rất là gay cấn. Chiến. Vâng, thưa quý vị các bạn. Ông này ông Thắp ạ, ông mà không chiến con này nữa thì ông đi luôn đấy. Đập ra một tí, được rồi. Nhẹ nhàng, tình cảm. Bay xỉa giống anh ấy. Bấm cái xuống nhá. Bấm to kìa. Ui. Vâng, thằng nào. Chúc mừng bạn nhá. Đúng không? Đúng rồi. Cho phép mau đệ nằm hẳn lên lên bàn. Ai đánh mạnh mà. Gót gót đấy hiểu không? Con này nó gót. À nó chạm. Ôi nhưng mà còn luôn rồi. Mở đường rồi. Ôi giời. Anh đang nhìn nhá. Có. Bất xê là bùng ba là bùng ba. Một cơ. Ba này ê bùng ba. Đánh điểm nhá. Đánh điểm nhá. Đánh cứ con nào gần đánh thì đánh từ một. Đánh điểm con nào ăn cứ cộng đến 60 điểm là thắng. Ai 60 điểm trước là thắng. Được. Con nào cũng được. Bán thế thì quá dễ. Đây bán thế nó mới nhanh nhỉ. Ấy những người xả Thái đi. Bao ca thì nghe nhá, bay nhá. Ôi trời, hai cơ. Hai cơ. Chết cái hai cơ. Chứ cái thì phá không tính đâu mà. À phá không tính à? Ừ. Chứ cứ tính đi. Không, phá không tính. Đúng rồi, phá phát nó không tính. Chưa mở cơ. Ôi dồi bản thân. Ông rùa tôi bắt đi, rùa thật mạnh. Nếu như ở đây mà phải là... Ông rùa phát mạnh người vào trong đây đánh chắn lẻ đâu. Điểm mà, con nào ăn được mà. Con nào ăn được. À, rùa. À, ôi dồi, nó lại gửi bà. Sổ ôi. Đúng việc rồi, đẩy cá lên. Quá siêu. Tôi phai rồi, mày đẩy rùa đi. Hai. Không được đâu. Tôi tí là trên 6. Ôi, anh ơi. Anh ăn 12, la, quán gà, quán gà. À rồi. 8. À rồi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết 6. Nhiệt sâu, 6, 5, 4, 3, 1 luôn. Hết giờ. Ui anh ơi, đây này. Ui trời ơi, 7 điểm. 12, ui 7 cũng ngon. 7 trong đấy 12. Chết. Wow. 12. Và thiểu nhỉ. Thế bên mình hình như anh thấy chưa vào quả nào đâu thắp. Chết, 12. Cứ ăn 10 mãi thì còn đâu có điểm mà ăn. Ôi giời ơi. Ôi 12 này. Ôi. Ôi, vẫn chết. Vẫn chết, vẫn chết. Ôi giời ơi, kìa. Chết. Nét được mà làm gì rồi. Nhớ gì nhá. Chết rồi. Chết rồi, thằng này anh sắp thua rồi đó. 14. Lấp vào, lấp vào. Lấp gì? Ui, bắn này nhanh, hở ra rồi. Bắn này hở ra là hết rồi. Điểm đi, chịu. Thế là hết rồi đấy. Hết điểm rồi. Hết rồi. Bắn mới thôi. Thế là mình thua à? Sao nhanh thế nhỉ? Dơ bàn lương vào xem bàn dơ bàn lương. Một đều nhá. Cày quá. Tức quá, sỉ nhục quá. Cày quá. Trắng bàn thế này. Anh phải đi. Chết đặt. Ôi dồi, còn chết. Ôi dồi, chết 14. 13. Anh ăn 13. 13 xong ăn 15 xong ăn 14. Ôi dồi ôi, hết điểm luôn. Hết điểm ạ. Đánh đấm gì nữa. Này thì tôi chết đâu kìa. Chết. Ôi dồi. Vừa 14. Đường kìa. Các bạn ở đây tôi là người duy nhất không biết đánh bia. Mất đường rồi.
Vâng, và tôi với anh Beo đang vẫn không biết nói gì. Bởi vì là... thua từ nãy giờ ai bán rồi. Ôi. Vâng, thưa quý vị. Để anh đi. Đường 14 anh ạ. Chưa 14 để... Hả? Ba đệ, ba đệ. Không anh, rồi, con định đúng rồi. Còn em, anh ạ. 14. Con định đúng rồi. Đừng đánh vào, đánh vào mép đấy nhá. Trời ơi, ba đệ. Bao điểm nhỉ? Thua bao sai nhỉ? À 15 13 14 15 42 với lại con gì nhỉ? Chết rồi. Thấy mẹ rồi. 5 là 47 điểm rồi, có còn 13 điểm nữa. Thì ăn con cái thóc sắp sửa thua. Không phải tôi đánh nhé, tôi đánh là thắng đấy. Thắng kinh chưa? Trước khi cầm cơ ngắn là phải phải suy nghĩ một điều là mình mà đánh trượt cơ này là hết điểm đấy. Ăn bốn chết rồi, hy sinh chết. Thua. Ăn sáu chưa thua, không bao thua. Đây là đất của anh em Tam Mao, hiểu không? Không thua. Không thua. Chết cả hết điểm. Thua dã man luôn. Một kinh người luôn đấy. Tiếp theo. Thế là 2-1 đấy bây giờ. 2-1. Ván cắt tiết nhá. Ván này mà thắng thua là hòa. À đúng rồi. Nào, ván này là 5 ván đi. Đánh 5 ván đi. 5 ván nha. Được rồi, thắng là thắng tất à? Ừ. Nào. Đánh 5 ván nha. Ấy, Tiên Vi. Thắng 3 thua 2 là... À, đây anh. Anh không biết xem đâu. Thua là xem đi rồi. Xem này chỉnh chúng ta. Nhưng mà đúng là thường không biết xem đâu. À rồi, lần sau anh xếp đẹp luôn. Ái da. À ui, đi sao đi sao đi. Không có con nào xuống. Sò ni à. Chết ba. Sò ni. 14. 14. Ok không ạ? Không ok thì cũng mà phải bán này để lấy thắng về mình như. 11 anh. Không chết, không làm béo. À. 8 luôn anh. 25 hết luôn. Cơ rồi đấy. 8 13 nữa này. 25, 33 lắm rồi, không sao cả. Ta mau đố ăn được con gì ấy. Nào, đổ, 2 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 Hấp, 2. Cho thua khâm phục quả phục luôn nhá. Ừ. 13 cắt chết luôn. Mình chưa ăn được con gì. Ôi rồi, chết cay. Chết. Nó lại tan bốn đi. Ván này mới gây cấn này. Hết luôn để nghe nó. Có 2. Hết. Ôi. Tỷ số mới là. Tỷ số mới là 2 là. Đúng rồi, ăn được. Còn một ván kết thúc. Ôi. Vâng, vâng, vô ba tạo dáng rất chuyên nghiệp nhưng đánh không ra gì của anh Bèo. Cá. Vâng, và một pha nằm bóng không ổn. Đây à? Mau đệ. Không đánh được con nào thì đánh. Vâng. Nghĩ kìa. Vâng, không có tay nốt. Anh em thì anh em lúc chuyện chiến trường à. Lúc vào cuộc chiến là không anh em nữa rồi. Tại vì chúng tôi là đối thủ rồi. Không rồi. Chuyện là những điểm rồi nhá. Suy nghĩ thật kỹ. Em rất suy nghĩ kỹ con này rồi nhưng mà em nghĩ con này em bắn vào rồi. Lụa, 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 lụa. Cẩn thận nhá. Thật là cẩn thận đấy. Rồi. Sao? Nhịp bật rồi. Nhịp bật rồi. Không sao. 4 điểm đầu tiên à? Hay ăn con 9 này. Anh ơi. Ăn 4 đi. Anh mau qua anh phải nhớ rõ là bắn con này anh phải suy nghĩ đấy. Không là hết điểm á. Hết điểm thôi. Mày. Ôi. Đừng có vào con 9 rồi đi. 14, 15. Ôi dồi ôi. 15 là chết cả 15. Trước này. 15 là 19 điểm. Thế thì không còn cơ hội rồi. Thì hết cơ hội rồi. Thì hết cơ hội rồi. Ấy. Hết cơ hội rồi em ạ. Thang 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 thang. Anh nhớ đây anh. Anh là 9 chết rồi anh. 9 chết không? Chết. Anh mổ như thế này nó cũng chết này. Anh đẩy nhẹ nhàng nó vào nó chết. Không chết. Xin mời anh em cộng hẳn con người anh em thật là hay là đánh con ca cho sợ. Xin mời người anh em mau đây. Mình vừa được có 19 điểm. Cộng đây thế nào ơi? Thế thì đánh con ca đi. Ta không đánh được. Cứ đánh đi nó đâu chết. À dạ tôi vào. Vâng và một pha
phải nói là một pha điều cơ rất đẹp của cơ thủ Mao Đệ, chưa hết điểm dành cho cơ thủ Phú Thóc mọi người ạ. Một pha kiến tạo rất đẳng cấp. Nhưng mà có vào hay không? Đánh đi xịt. Được. Anh đã có 10 đúng chứ? Còn được 15 điểm cắt. Vào 2 15 điểm 25 điểm. Không, quán gà không. Ôi, ba là quán gà 25 điểm. Gì, dừng. Thôi, khó quá nhỉ. Phát lại tôi nghi rồi. Chết 9 rồi, ôi dồi ôi. Xịt rồi đúng không? Đâu? Anh cắt. Anh chán. Em. Thế mày. Em đấy. Mày quyết liệt vào cho anh. Chín được không em? Chín được mà. Chín được anh ạ. Chín được. Mạnh cái mà đập vào 7 đi. Cho nó ra hết đống đi. Ơ kìa. Ố kìa. Đừng nào, đứng im nào. Anh như cô. Đây là 2 cơ đúng không? 2 cơ. 2 cơ. Là có 8. Alo. Thế là thua. Thua chưa? Chưa thua. Chưa thua. 2 cơ. Có 8 chứ có 8. Mao Đại được quán 2 cơ. Ờ rồi em ơi. Ôi, nhẹ thế. Không sao. Anh ơi, không sao đâu mà. Anh bắn được không? Quy, đánh quy. Mình 2 cơ cơ mà. Máy. Thì nó gọi sao? Ôi giời ơi, nhẹ. Mới phát trước tao đánh vừa cò người ta mà. Tao đến lại đánh mạnh thế. Nào. Một trận đấu rất kinh điển. Vâng, một bắt đầu lại là những pha kiến tạo. Đánh tiếp theo là con 11. Vâng, và con 11 đã không vào lỗ. Một pha kiến tạo. À rồi, bài rồi. Mình được bao điểm rồi nhỉ? 25, 18 là 33 điểm rồi. Vâng, một pha xử lý... À rồi. Rồi, rất hay của anh Bèo. Ba. Pha xử lý rất hay. Cầu cảnh của Mao ca không mà ăn được con gì. Con 9 rồi. Con 9, có vào không? Được. Rồi, vào. Rồi. Thôi chung kết. Đớm nhờ. Đớm. Vâng, pha chung kết này cũng rất là gây cấn đấy mọi người ạ. Xích, ôi. Hết phim, hết phim. Xích làng rồi. Hết phim. Xích bản bia. Ôi, trên 6. Thắng ơi, của Thắp một cơ đấy các bạn. Thắng làm vua. Được làm giặc. Thắng làm vua, thua làm. Được làm giặc. Thua làm lại. Cơ này chỉ mới ta bắn được thôi. Con 13 em ô, thằng tắc như này không? Ăn 13 anh. Ừ. Em ăn 13 đi. Rồi, con đấy, xử lý. Con được không? Không còn. Ui. Không được tay. Tôi thổi nhưng không được. Em nằm hẳn lên. Chạm. Ui. Anh ơi, 11. Đánh, tùy dợ phải chọc phát củ vào lỗ. Em 7. Bên đấy ăn được con gì rồi nhỉ? Chưa. Em mình ăn được con gì rồi nhỉ? Chưa ăn được con gì. À thế. Sao mà đang chơi được nhỉ? Anh ăn quyền bố đi. Tôi chả có gì để nói. Ây. Phần lỗi thế nhỉ. Xin mời cơ thủ Mao Đệ. Ây, đến rồi em ạ. Vâng. Anh Bèo chứ. Đâu, đến rồi anh Thóc. À, Thóc. 14, chết 14 rồi đấy. Anh thôi, anh cho em bắn con 7 đi. 7 đi. Để em lấy tay em bắn. Ây ồ. Xuống nữa. Con phải xuống nữa. Rồi, dừng đi. Rồi đấy. Mày dừng kiểu gì đấy? Rất là gay cấn. Sao mày và em quay. Tất cả đừng đứng một chỗ. Rất là gay cấn và tỷ số bây giờ là Mao Tamao TV đang dẫn trước rất nhiều. Chết trời. Rồi, vào đây nó ui lại. Thôi,
đứng im. Bảo nghe không? Hay, bảo nghe, nghe. Đánh con một chẳng được, được, chẳng được, thôi. Con một kìa. Ông định đánh con gì? Đánh con 14 đi. Ông em muốn ăn con nhiều đấy hả? Đánh con 14 kìa. Một điểm cộng dễ quá. Làm sao mà tội lắm rồi. Rồi. Anh ơi. Anh à. Như nào hồi nhở? Thế mình được con đầu tiên đúng không? Em ăn được. Đó, 7 người cuối. Tại sao không đưa được dù đoạn đường em đi? Đứng im. Ôi giời, 12 chết. Không bao giờ chết được. Đánh con này, đưa bảo nó vẫn thua luôn. Thấy không? Chết. Bảo thua luôn là em đánh con năm trước đã. Có thể chết mà lỗ nó là anh. Lỗ lả của anh, lỗ này nó không bàn nó nhưng bàn ấy rồi. Ui tí chứ. Ôi. Dồn. Mày ca bàn 6. Ngoài chết. Đấy. Chứ còn gì nữa? Còn là thua. Còn gì cho nhau? Còn chứ bảo 21 à? À với bên anh 21 chết à? Chết cái! 32 hết rồi à? 45 Tinh thổ. Không rời được. 45 4 xuống đi còn gì nữa? Rời. Hôm nay anh em ta mau là để chiến thắng kỷ số kịch tính rồi kìa. Đây anh ạ. Mình sẽ đưa tay xuống. Mày trong tay. Thôi, clip này cho mình kết thúc ở đây đây. Được rồi. Cảm ơn các bạn nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và nhớ ủng hộ anh em Tam Mau TV cũng như anh em Dâm Thóc TV nhé. Sắp ra phim Thiếu Gia chấm phẩy mà có lần đầu tiên có sự tham gia của anh em Tam Mau TV nhé. Đây là đóng phim ấy. Ngày 4 ra phim. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tam Mau TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh thì và có thấy hiệu quả tốt và có thể giới thiệu cho bạn bè anh em cùng sử dụng sản phẩm thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định là kết hợp với đây, anh em mình đã quyết định kết hợp với công ty trà Việt Anh Tinh Hoa Trà Việt để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh Matcha Tam Mau TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? Sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá, không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. Đây như Mao Đệ hay thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn nhá, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. Bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và có những cái xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30 thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bột trà xanh Matcha Tam Mau TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Mịn hẳn luôn. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy ấy, thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tàng cái mút đi mà làm bánh với cả làm chả đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok. Đấy, đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh Matcha Tam Mau TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là đó là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, mình đang làm thế. Đấy. Ngon lắm. Bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Là mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên, đó là anh em mình
nhờ bộ sản phẩm của anh em mình đấy nhá. À, cho mọi người xem lại một lần nữa. Đó. Rồi, ok. À, mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh Matcha Tama TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585898688 hoặc 0585898688 0585898688. Mình có để ở dưới mô tả nhé. Và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tama TV, page Tama TV Tích Xanh nhé mọi người nhé. Mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhé. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ anh em mình, like, chia sẻ nhé. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này. Chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là lần một có chưa có một làn da ưng ý thì nhớ chia sẻ cho mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.